Đây là cái phần bánh lưỡi mèo mình chuẩn bị bên đây là mình mang qua cho ba mình ăn chung nè. Rồi cái hũ này á mình làm đặc biệt mình tặng cho bạn gái của ba chồng mình cô tên là Lamy. Cái này là mình mới học tiếng Hà Lan, mình ghi được như đây nè cả nhà nè, chứ mai mốt mình học giỏi hơn là mình viết thư nhiều hơn á cả nhà. Hai vợ chồng mình qua nhưng mà không có báo trước, có chìa khóa nên tự mở cửa đi vô à. Nên là khi mình đến là cô rất là bất ngờ, và đặc biệt là mình làm cái hũ bánh này cho cô, ngày mai cô đem về nhà cô ăn. Tại vì lâu lâu cô qua cô chơi á, mà một lần mà cô gặp mình á là cô ôm mình, cô hung quá trời hung luôn. Đó, mình ở bên đây đâu có ai đâu, mình có mình cô với lại ba, rồi có anh Hen nên mình thương cô cũng như là thương mẹ của mình vậy đó. Rồi mình đem một hũ bánh này là cho cô nè, cô vui mình cũng vui. Rồi mình đem một cái hộp bánh này qua, thì cái hộp bánh này mình đem qua là cả nhà ăn chung luôn. Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Trâm Hen Ben. Hôm nay á, là Trâm sẽ vào bếp chủ tài làm cái món bánh lưỡi mèo. Và sau khi làm cái bánh lưỡi mèo này chờ nó nguội xong rồi á, mình sẽ mang qua cho ba chồng mình ăn. Vì ở nhà mình á, truyền thống ở nhà mình là mỗi buổi chiều khoảng cỡ tầm từ 3 giờ tới 4 giờ chiều á, là nó sẽ có cái buổi gọi là trà chiều á cả nhà, là cả nhà ngồi với nhau nào uống cà phê hoặc là uống trà ăn bánh. Thì nhà của mình á, với lại nhà ba chồng á, thì cách nhau gần lắm khoảng cỡ 5 phút đi đi bộ thôi cả nhà, nên á, là mình đảm nhận cái nhiệm vụ á, chính là mình nói với ba là ba bây giờ là không có nấu ăn nữa. Mình qua đây 1 năm rồi là ngày nào mình cũng nấu ăn mình mang qua cho ba hết. Ba thì ba ở một mình thôi, rồi lâu lâu thì có bạn gái của qua qua chơi với ba. Thì ngày hôm nay á, là có bạn gái ở nhà nên mình làm bánh xong mình mang qua cho bạn gái và ba chồng của mình ăn luôn. Bây giờ mình vào bếp mình chia sẻ cái món bánh lưỡi mèo này cho cả nhà xem nha. Cái món bánh lưỡi mèo này của mình á, thì là mình cần có bơ nè, rồi có bột mì, có đường và có trứng gà cả nhà, nhưng mà trứng gà là mình chỉ sử dụng lòng trắng trứng gà thôi và vani. Bơ là mình sử dụng bơ nhiệt độ phòng nha cả nhà. Đây là đường nè mà mình sử dụng đường xay nha. Mình sẽ cho một nửa vào. Ở đây là 400 g đường xay đó cả nhà. Còn bơ là cũng 400 g luôn. Mình cho một nửa vô ha. Rồi mình dùng máy á, mình đánh lên cho nó quyện lại với nhau ha. Cái hỗn hợp bột và bơ mình trộn cho đều lại với nhau nha cả nhà. Cái này mình trộn cho phải đều, thiệt là đều nha. Tiếp đến là mình sẽ đánh cái lòng trắng trứng này lên. Trong lúc đánh á, thì mình sẽ cho cái lượng đường còn lại một nửa cả nhà, cho từng chút một vào nha. Khi mà cái lòng trắng của mình á, mình đánh đầu tiên á, nó sẽ nổi bột như vậy nè. Rồi mình sẽ chia ra cái đường này, mình chia làm 3 lần nha. Mình đổ lần đầu tiên vô, nó tiếp tục mình đánh. Rồi mình lần lượt cho lần thứ hai, cứ làm như vậy đến khi nào mà mình hết cái lượng đường này nha cả nhà. Đây là cái lòng trắng mà mình đánh xong rồi nè cả nhà. Đó, mình sẽ đánh cái lòng trắng nó như vậy nè, là mình nghỉ nha. Tiếp theo là mình sẽ cho lòng trắng vào trong cái hỗn hợp bột này nè, mình cũng dùng máy mình trộn cho đều đến khi nào mà hết cái hỗn hợp lòng trắng nha cả nhà. Rồi mình cho 2 nắp vani vào nha cả nhà. Rồi thế là cái mình trộn lại cho nó đều, thế là cái hỗn hợp bánh lưỡi mèo của mình nó xong và mình tạo hình và mình đem đi nướng nha. Cái hỗn hợp mà sau khi mình trộn xong thì là nó sẽ là như vậy nè cả nhà. Rồi bây giờ mình tạo hình nha. Đây là cái bột nè, mình bỏ vào cái bao rồi nè cả nhà, rồi mình chỉ cắt như vậy thôi. Cắt một khúc, mình muốn bánh mình lớn á, thì mình cắt cái lỗ nó lớn, còn muốn bánh mình nhỏ mình cắt cái lỗ nó nhỏ. Thì á, cái bột này nếu mà các bạn nướng không hết trong ngày á, thì các bạn có thể bỏ vào tủ lạnh, ngày mai mình nướng tiếp tục không có sao hết, chỉ cần bảo quản bột tủ lạnh là ok nha. Bây giờ là mình sẽ tạo hình nè cả nhà. Mình sẽ bắt cái bánh của mình á khoảng cỡ
5 cm, 3 cm gì đó tùy mình. Và mình nhớ chừa cái khoảng cách nó ra, tại vì khi mà bánh nó chín á, nó sẽ chảy ra nha cả nhà, nên mình phải có cái khoảng cách ở chính giữa để cho bánh nó còn có không gian mà nó nở ra nữa nha. Đây mình tạo hình xong rồi thì các bạn nhớ là nó phải chừa cái khoảng cách ra nha. Và bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng nè. Mình nướng ở nhiệt độ là 160 độ C, và các bạn nướng đến khi nào các bạn thấy cái bánh mình nó vàng là các bạn thấy bánh nó chín rồi đó. Còn đây là cái bột, rồi mình sẽ cho thêm mấy cái hạt lên trên đó cả nhà. Nếu cả nhà muốn cho thêm hạt lên trên thì cho, mình không có thì mình cho đậu phộng cũng được cả nhà. Mình ăn cho nó khác khác một chút. Bánh mình sau khi nướng tổng cộng là 20 phút nè cả nhà. Bánh rất là vàng và thơm mùi bơ lắm luôn á. Các bạn nhớ làm cái khoảng cách của nó cách xa ra nha. Mình đã làm sao đó nhưng mà nó cũng dính với nhau nè. Bây giờ mình quay gần cho cả nhà xem nè. Đó, ngon thơm cả nhà luôn. Bánh này mình nướng xong á, mình lấy ra rất là dễ nha cả nhà. Đó, mình lấy ra nè, cái bánh nè, ở dưới nè. Nó rất là giòn luôn. Mình lấy ra, mình để cho nó nguội, thiệt là nguội. Rồi mình bỏ vào trong cái lọ, mình dự trữ nha. Đây, một mâm bánh đã chưa cả nhà. Đó, bây giờ nguyên nhà hả, nó thơm lừng luôn. Để mình ăn nè. Giòn. Thế nè cả nhà, ngon lắm luôn á. Này là khoảng cỡ tầm toàn cả ký bánh á. Mình làm rồi mình để dành bánh này á, mình bảo quản trong cái hũ thủy tinh nè, hoặc là cái hũ nhựa mình đậy kín lại, mình bảo quản để bên ngoài mình ăn rất là lâu luôn. Rồi bây giờ là chăm chúc tất cả các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Nhớ là rảnh thì làm cái bánh lưỡi mèo này nè cho gia đình ăn, hoặc là mình làm tốt mình ăn cũng được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video kỳ sau nha. Bye bye.